Đây là hai cái máy đùn. Một cái máy là máy đùn trục đứng, ghép theo phương chiều dọc. Và cái máy đùn nằm ngang. Đây, công tắc. Công tắc đảo chiều. Đây là đầu ra, có 3-4 cái đầu ra, đầu ra niêm. Cái này thì đùn niêm rất tiện. Motor tốc độ chậm. So với đùn đứng thì đùn trục ngang thì nó đùn niêm thì ok, nhưng mà đùn xúc xích thì nó khó đùn. Lắp cho thằng cái chốt, khá là như vậy để chúng ta vệ sinh khá dễ dàng. Đây là đường trục đứng, ghép theo phương thẳng đứng. Đầu ren. So với trục ngang thì trục đứng nó có thể đùn được cả xúc xích. Nó cũng trang bị cầu dao đảo chiều. Đây. Hoạt động theo phương thức là ép trục. So với trục ngang thì trục đứng nó đắt hơn. Rất là chắc chắn. Nếu mà chúng ta quan tâm, chúng ta có thể inbox số Zalo. Cảm ơn các bạn.